chào các bạn. Như vậy là vừa rồi mình cũng đã khui hộp sản phẩm loa LG PK3. Thì trước mặt các bạn đây là toàn bộ những cái gì có ở bên trong loa. Thì sẽ có một cái phần tiếp theo hai Xin chào các bạn. Như vậy là vừa rồi mình cũng đã khui hộp sản phẩm loa LG PK3. Thì trước mặt các bạn đây thấy chúng ta sẽ có một cái bộ phận chính, đó là loa PK3. Và đây là chúng ta sẽ có một cái đầu sạc. Đây là một cái đầu sạc bằng dây nai ninh nha. Đó. Và đây là chúng ta sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng và một cái tem bảo hành ở bên trong. Tiếp mà. Xin chào các bạn. Như vậy là vừa rồi mình cũng đã mở hộp sản phẩm loa LG PK3. Thì trước mặt các bạn đây là toàn bộ sản phẩm loa PK3. Và chúng ta sẽ có một cái phụ kiện, đó là một cái sợi dây USB Lightning để chúng ta sạc cho loa nha. Vì đây là sản phẩm loa di động cho nên chúng ta sẽ sạc pin và sử dụng Bluetooth kết nối với điện thoại thì rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng rất là nhỏ và kèm theo chúng ta sẽ có một cái phiếu bảo hành. Tuy nhiên mình xin được nói thêm với các bạn, đó là tất cả các sản phẩm loa của LG sẽ được bảo hành điện tử nha, qua số email trên thân loa. Vừa rồi mình cũng đã mở hộp. Ở bên trong đây chúng ta sẽ có sản phẩm chính PK3 với một thiết kế rất là đẹp mắt, rất là men nha. Chúng ta sẽ có một hệ thống 2.1, đó là hai loa phía trước đây. Và ở mặt trước đây chúng ta sẽ có một cái lớp lưới bằng hợp kim không gỉ bảo vệ loa. Ở phía bên cạnh thì chúng ta sẽ được bo những cái lớp nhựa. Đây là những cái dòng nhựa rất là cao cấp nha các bạn nha. Nhựa rất cao cấp, cho nên các bạn sờ và sẽ không bám vân tay và nhìn rất là men, rất là đẹp. Bởi vì là cái tông nhựa với lại cái tông lưới hợp kim này rất hợp với nhau, đều một tông màu đen sáng nha các bạn. Đó là toàn bộ thiết kế ở mặt trước. Còn ở mặt trên của loa thì chúng ta sẽ có những cái khu vực như sau. Đây là khu vực chúng ta sẽ có một cái đèn tín hiệu để báo tín hiệu pin của loa. Đây là nút power bật tắt, đây là nút nhanh về Bluetooth, đây là nút tăng giảm âm lượng, đây là chúng ta sẽ play và stop bài. Đây là cái nút chúng ta có thể ra lệnh bằng giọng nói nha. Đó. Còn đây là về cái chế độ nghe nhạc của loa. Ở mặt trước đây chúng ta sẽ có một cái lớp vân nhựa nha. Một cái lớp vân nhựa rất là đồng bộ với loa. Ở phía sau của loa mình sẽ quay về phía sau của loa. Ở phía sau này của loa thì chúng ta sẽ có một cái khu vực kết nối phần cứng này các bạn. Đây, các bạn sẽ lại cái nắp bảo vệ lên. Ở cái khu vực này thì chúng ta sẽ có một cái khu vực, đây là cắm sạc của loa nha. Các bạn nhìn. Đó, cái dây lightning đây, các bạn sẽ cắm vào đây và cắm vào một cái sạc điện thoại iPhone hoặc sạc điện thoại Android nào, cứ tầm 2A là ok nha các bạn. Sạc 2A các bạn sẽ sạc cho loa. Đây là chúng ta sẽ có một cái nút posture in ở đây, cũng như chúng ta sẽ cắm cái tai nghe 3.5 vào đây là các bạn có thể nghe nhạc qua tai nghe nha. Còn đây là cái nút reset. Cái nút reset này thì các bạn sẽ lấy một cái đầu bút để chúng ta sẽ giữ vào cái nút reset này trong khoảng tầm 5 giây là reset lại loa về chế độ mặc định ban đầu để cho thiết bị sẽ nhận về chế độ ban đầu nha. Đó là toàn bộ những gì ở mặt sau này của loa. Chúng ta sẽ đậy nắp vào. Đây sẽ có một cái gioăng cao su bảo vệ rất là khít luôn. Ở phía mặt dưới này của loa nha, chúng ta sẽ có một cái tem về cái tên của loa, về cái nguồn điện đây, có 5V thôi. Made in China. Mình xin được nói thêm về cái chuyện Made in China nha. Có rất nhiều khách hàng hỏi mình là anh ơi, loa sản xuất tại Trung Quốc à, hàng Trung Quốc à, hay là như thế nào đó. Mình xin được đính chính với các bạn thêm về vấn đề này nha. Nhà máy LG ở bên Trung Quốc, đặt ở bên Trung Quốc là sản xuất loa. Còn LG ở Việt Nam là LG Display, có nghĩa cũng như hãng Samsung cũng như vậy đấy. Samsung ở Việt Nam là lắp ráp điện thoại Samsung Display. Còn tất cả những sản phẩm loa của Samsung hoặc của LG đều sản xuất tại nhà máy của họ bên Trung Quốc và sẽ được nhập khẩu về Việt Nam. Tất cả các sản phẩm đều được bảo hành chế độ của LG và của Samsung trên toàn cầu nha. Cho nên sẽ được bảo hành ở trên toàn quốc luôn. Bảo hành điện tử qua số email nha các bạn. Đây, ví dụ đây cái số email này thì bên mình sẽ kích hoạt bảo hành qua số email này. Thì đây là toàn bộ cái mặt dưới của loa, sẽ có hai cái đệm cao su này để cho loa đỡ bị xê dịch trên mặt phẳng. Đó, các bạn thấy.
ở cái phía bên hông bên trái này của loa nha. Đó, các bạn nhìn nó sẽ nhún nhún này. Thì khi các bạn mở cái âm bát ấy, nó sẽ đập đập vào đâu? Âm bát nó sẽ đập đây, nó sẽ lại trông rất là hay nha. Đó, đó là hai bộ phận mà kết nối cái phần bát của loa. Đấy, giúp cho âm bát nó đập ra là vàng. Rất là ok phải không ạ? Với cái thiết kế của cái PK3 này mình đánh giá nó rất là gọn gàng. Và về cái uy lực của loa như thế nào thì chút nữa mình sẽ mở qua một đoạn nhạc để các bạn trải nghiệm về cái chất lượng âm thanh của loa nha. Nhưng mà nhìn chung mình xin được đánh giá là nhìn chung về tổng thể của PK3 rất là ok, rất là gọn gàng, rất đẹp mắt luôn. Thôi không mất thời gian nữa thì ngay sau đây mình sẽ mở loa lên và kết nối loa với chiếc điện thoại của mình để phát nhạc qua một Bluetooth nha. Các bạn sẽ bấm vào nút power và tắt đây, mở lên. Đây là cái đèn nhấp nháy ở khu vực Bluetooth nhấp nháy, cũng nghĩa là loa đang phát Bluetooth rồi. Mình sẽ kết nối chiếc điện thoại của mình với Bluetooth. Đây, nhận rồi, PK3 này mình sẽ kết nối. Ok, đã kết nối. Sau đây mình sẽ mở một đoạn nhạc nha, để các bạn trải nghiệm về cái chất lượng âm thanh của cái em bé này xem thế nào nha. PK3. Mình sẽ vào. Okay. La đi lấp lánh, ướm lên tay với đất mặt sáng ngời. Maserati anh cánh, ngăn cho em những bách biệt nhậm đời. Lướt xuống phố bóng phanh, băng qua nhanh khuôn viên mỗi thôn. Dinh cơ giang tay sẵn lối, đưa sông hoa lộng lẫy gọi mời. Nếu ai bằng em, cũng văn bao câu yêu thương bao anh xin chết. Ngắm em mà xem, đôi chân không quen ta đâu ai chủ nhiệm. Ngắm anh cầm em dâng cơn say nên lâu nay không ai kiếp. Đứng gọi tặng em cho từng đêm đặc biệt. Em chỉ thấy em muốn tiền là quên hết muộn phiền. Thế nên anh làm em sao xuyên. Một lời em nói trong đêm vang tới mây đen. Vội lớp đi cho mặt tầm nhìn. Vậy thì khẽ đến bàn hoa. Vì em cũng chỉ đến thôi xa. Vậy thì cần gì đến bàn hoa. Chỉ chính em là một món quà. Vậy thì cần gì? Vậy thì cần gì? Vậy thì cần gì? Chỉ chính em là một món quà. Rất là ok phải không ạ? Thực sự là vừa rồi mình cũng không ngờ là một cái chiếc loa di động gọn gàng nhỏ nhắn như này mà với một cái chiếc chất âm rất là tốt nha, mà âm lượng rất là cao các bạn ạ. Vì vậy là các bạn giải trí đa phương tiện kết nối với điện thoại với em PK3 này thực sự là rất là hoàn hảo. Mà hiện tại là mình cũng chia sẻ thật với các bạn là với cái cảm nhận của mình ấy, một cái chiếc loa chính hãng của LG rất là gọn gàng như thế này mà với một mức giá chỉ mấy trăm ngàn thôi, thực sự là với một mức giá nó rất là tốt so với thị trường. Cái giá của em PK3 này nó tốt hơn cả những cái loa di động mà mình thấy là những cái hàng tàu đó. Cho nên thực sự là với cái phân khúc tiền giá tốt thì em PK3 này hoàn toàn xứng đáng, bởi vì nó là hàng chính hãng luôn, sẽ được bảo hành điện tử chính hãng 1 năm của LG trên toàn quốc các bạn nha. Hiện tại sản phẩm đang được bên mình bán và phân phối với một mức giá rất là tốt so với thị trường các bạn nha. Để đặt hàng sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với bên mình qua hotline, Facebook, Zalo, số điện thoại là 0977 254 396, hoặc các bạn có thể đặt hàng qua website của bên mình là saobatv.com, qua fanpage Facebook là saobatv. Sản phẩm sẽ được bên mình giao hàng và thanh toán tận nơi tại nhà các bạn nha. Khi nào nhận được sản phẩm trên tay các bạn mới phải thanh toán với bên mình. Rất là chất, rất là gọn gàng, rất là đã đối với một cái thiết bị di động nhỏ nhắn như thế này. Với cái dung lượng pin của PK3 này các bạn có thể giải trí thoải mái nha. Rất là nhiều tiếng đồng hồ luôn, các bạn giải trí thoải mái. Rất gọn gàng, đẹp. Thực sự là với một thiết bị di động nhỏ nhắn như này thì mình không còn điều gì để mà chê trách với PK3 rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua các sản phẩm review lần sau nha. Và không tiếc gì thì các bạn hãy đăng ký like và subscribe kênh của mình nha. Mình cũng đã
review cho các bạn nghe loa này, các bạn trải nghiệm này, thì không tiếc gì cho mình xin một like nha. Xin cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn qua các sản phẩm lần sau. Xin cảm ơn.